Rồi, chào mừng anh em đã quay trở lại với cách tính diện tích mái ngói ở trường hợp thứ hai. Trước khi tính vào trường hợp thứ hai thì ta tìm hiểu cách tính sin cotan như thế nào nhé. Bây giờ ta cho một tam giác vuông có hình màu cam như sau. Thì cho CBA là ba cạnh của tam giác này. C, B và A. Thì góc mà tạo bởi cái cạnh C và B ta gọi là góc alpha nhé. Cạnh C nè. Và cạnh B ta gọi góc này là góc alpha. Ta bắt đầu đặt tên gọi cho các cạnh nhé. Thì cạnh C là cạnh huyền, là cạnh dài nhất trong cái tam giác vuông đó. Ta ví dụ đây là con mắt mình nè. Khi ta nhìn thẳng thì ta thấy đối diện ta là cạnh A. Thì cạnh A ta gọi là cạnh đối. Anh em nhớ như vậy nhé. Còn cạnh cờ của mắt á, ta gọi là cạnh cờ. Đó là cạnh B đó, là cạnh cờ. Bây giờ ta sẽ tính sin cotan như sau. Nếu như mà nói anh em là sin là bằng A chia C hay là cos bằng B chia C, anh em rất là khó nhớ. Bởi vậy ta có một bài thơ để anh em dễ nhớ hơn. Là tìm sin lấy đối truy hiền, cosin hai cạnh cờ hiền chia nhau. Còn ta hãy tính sau, đối trên cờ dưới chia nhau có liền. Ta đọc lại nhé. Tìm sin lấy đối chia hiền, cosin hai cạnh cờ hiền chia nhau, còn tan ta hãy tính sau, đối trên cờ dưới chia nhau có liền. Anh em thuộc bài thơ này cho mình nha, để tính toán sin cotan dễ dàng hơn. Rồi, bắt đầu. Ta tìm sin á, ta lấy đối chia hiền. Rồi, sin alpha là bằng đối. Đối là cạnh nào? Đây, đối là cạnh A nè. Chia hiền, hiền chính là cạnh C nhé. Cosin hai cạnh cờ hiền chia nhau, cosin là bao nhiêu? Cosin là cos alpha. Cờ là cạnh B. Huyền là cạnh C. Rồi, cờ hiền chia nhau. Còn tan, ta hãy tính sau, đối trên cờ dưới chia nhau cá liền. Thì tan alpha sẽ bằng đối trên. Đối trên là cạnh A. Cờ dưới là cạnh B. Rồi, anh em nhớ cho mình bài thơ này nhé. Sau khi chúng ta biết được cách tính sin cotan rồi, bây giờ ta tiến hành tính toán trường hợp 2. Bây giờ mình vẽ lại cái mặt bằng mái và mặt bằng đứng cho anh em thấy được cái đề bài. Đây là mặt bằng mái này, phía dưới là mặt bằng đứng này. Thì diện tích mái như anh em cũng biết là bằng cái đường xuyên. Đường xuyên này, vị trí đường xuyên đó, nhân cho 2, bởi vì nhà có 2 mái, ta nhân cho 2 bên, đơn giản thôi. Và ta nhân cho chiều dài của cái mái, anh em biết là chiều dài mái nhà này 10m. Rồi, ta cũng tính tam giác vuông như sau. Tam giác mình tô bằng màu cam nè. Đây có góc vuông nhé, để tam giác vuông thì có góc vuông. Tam giác này có ba cạnh thì tên gọi của từng cạnh như sau. Lúc nãy ta đã có nói rồi đó. Thì đây là cạnh huyền. Và đây là cạnh cờ. Và đây là cạnh đối. Cạnh hiền á cũng chính là đường xuyên nhé. Mà đường xuyên á là ta lại chưa biết, nên ta bắt đầu đi tìm đó.
Còn cạnh đối á, là cái chiều cao này nè, ta cũng chưa biết luôn. Chỉ có cạnh cờ á, là ta biết nó bằng 3 mét thôi. Thì nhà có độ dốc 35 độ. Đây là độ dốc 35 độ nha. Đây là đề tài nó cho đó. Trong bảo vệ kỹ thuật nó có đó. Thì ta hiểu là cạnh huyền và cạnh cờ nó hợp lại với góc là một góc 35 độ. Khi nói góc 35 độ thì ta hiểu là cạnh huyền, cạnh cờ là hợp là 35 độ. Thì ta thấy công thức là tìm sin lấy đối truy huyền. Đây, tìm sin. Bài thơ lúc nãy ta nhớ nha. Tìm sin, sin đây là sin 35 độ. Là bằng đối chia cho huyền. Thì anh em biết ở đây cạnh đối thì ta chưa biết, mà cạnh huyền ta cũng chưa biết luôn. Cho nên công thức này ta hai ẩn số, cho nên ta không có dùng được công thức này. Cosin hai cạnh cờ huyền chia nhau, ta xem thử cái nào hợp lý nhé. Để có liên quan tới cạnh huyền này đường xuyên á, thì ta tính cosin hai cạnh cờ huyền chia nhau. Thì cạnh cờ và cạnh huyền. Ở đây á, cạnh cờ á, là ta biết 3 mét rồi nè. Và cạnh huyền chính là đường xuyên. Như vậy thì công thức này chỉ có một ẩn số, đó là đường xuyên. Ta sử dụng công thức này để tìm đường xuyên nhé. Rồi, như vậy thì cosin là cos 35 độ này bằng 3 mét chia cho đường xuyên. Ta suy ra cái đường xuyên sẽ bằng 3 mét chia cho cos 35 độ. Cái cos 35 độ anh em bấm máy tính cho mình nha. Rồi, bấm máy tính như sau. Cứ vuốt lên đi, rồi nó sẽ có cái máy tính. Vuốt cái điện thoại lên, có cái máy tính. Rồi anh em bấm vào cái máy tính này. Nhớ đỡ điện thoại nằm ngang thì nó ra hết tất cả các số nhé. Thì ta ghi 35. 35. Rồi, ta bấm chữ cos. Sẽ ra kết quả là 0,819. Thì ta làm tròn là 0,82 nhé. Như vậy thì đường xuyên sẽ là 3,66. Thì cái diện tích bằng đường xuyên nhân cho 2, mà đường xuyên là ta biết là 3,66 này. Ta nhân cho 2 và ta nhân cho chiều dài mái. Chiều dài mái là 10 mét. Như vậy thì diện tích nó sẽ là 73,2 m². Còn một cái trường hợp thứ hai nữa là anh em có thể truy cập vào khungthep.com.vn. Đây là cái cách mà mình tính toán nhanh dành cho những anh em mà cần cái số liệu mà nhanh á, đỡ mà tính toán á. Thì ta nhập vào 10m, 6m và 35 độ. Ta làm như sau. Ta cho truy cập vào trong web www.khungthep.com.vn. Thì cái này dành cho anh em nào muốn có kết quả nhanh đỡ mà báo giá. Còn không là mình cứ tính toán theo bằng máy tính thôi, nếu như muốn trình chủ đầu tư. Rồi, muốn truy cập nhanh thì ta vào trong web này, ta nhập vào chiều dài như ta biết là 10 mét. Ta ghi số 10 vào. Chiều rộng ta ghi là 6 mét. Ta ghi số 6 vào. Ở góc, từ góc 35 độ ta vuốt lên, ta tìm số 35. Rồi, ta bấm chữ tính toán. Thì kết quả nó ra là 73,26 m².
thì anh em thấy là hai cái nó giống nhau thôi. Quá trình mình làm tròn số thì nó khác, nó sai lệch 0,1% thì chuyện bình thường thôi. Rồi sau khi mà có được diện tích rồi, giờ anh em nào mà muốn tính cái chiều cao á thì mình sẽ tiến hành tính chiều cao thôi. Tính chiều cao là đỡ biết cái mái nhà nó cao bao nhiêu, hoặc là trong kèo thì mình biết đường xuyên kèo rồi, bây giờ mình muốn biết cái chiều cao kèo là nhiêu thì ta làm như sau. Thì ta có cái đường xuyên là 3,66m rồi, nhưng mà chiều cao thì ta cũng chưa biết, bây giờ nên ta mới tìm. Vậy thì ta có hai cái tính, cái tính thứ nhất và cái tính thứ hai, một cái là dùng sin, một cái là dùng tan nhé. Tìm sin lấy đối truy hiền. Rồi anh em tìm sin, sin ở đây là 35 độ đó. Rồi ghi vào sin 35 độ bằng đối truy hiền. Cứ thuộc cái bài thơ này thì anh em cứ nhớ cứ ghi vậy thôi, đơn giản lắm, không thuộc thì khó, nhưng mà thuộc là cứ làm bình thường. Đối là cạnh hát, cạnh chiều cao đang tìm á. Huyền là 3,66m. 3,66m. Rồi. Như vậy thì mình suy ra cái chiều cao hát này sẽ bằng sin 35 độ nhân 3,66m. Ta bấm máy tính nha. Mình sin 35 độ bao nhiêu bấm máy tính thì bấm vào. Ghi số 35 trước nha. Rồi, bấm chữ sin nha. Thì kết quả nó là 0,5735. Thì ta lấy là 0,5734 nha. Rồi, 0,5774 0,574. Rồi, 35 thì làm một tròn là 4 á. Ta nhân 3,66. Thì kết quả nó là 2,1m. Nhân máy tính nha, thì ra là 2,1m. Thì cách tính thứ hai, còn tan ta hãy tính sau, đối trên cờ dưới chia nhau có liền. Đấy, cái thuộc là nhớ công thức liền. Còn tan đó là tan anh tan 35 độ đó, ta hãy tính sau, đối trên, đối trên là cái gì, là chiều cao hát nè, cờ dưới là 3m nha. Rồi hai cái là chia nhau có liền, nhưng mà muốn có liền là phải tính toán đó. Rồi ta suy ra chiều cao H sẽ bằng tan 35 nhân cho 3m, thì H sẽ bằng tan 35 này phải bấm máy tính. Rồi cứ vậy cứ bấm máy tính, đưa vào máy tính bấm cái số 35 35. Rồi ta chọn cái tan này, bấm vào, kết quả nó là 0,7. Rồi. 0,7 nhân 3 thì kết quả là 2,1m. Anh em thấy là hai kết quả giống nhau, hai công thức. Như vậy thì chúng ta đã biết được cái chiều cao hát rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành trường hợp thứ ba nhé. Trong trường hợp thứ ba là bây giờ là không phải là độ nữa mà độ dốc máy là phần trăm nhé. Rồi.